Xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lương Phi. Kính thưa quý vị, thì hôm nay Phi đến thăm lại hoàn cảnh của anh Võ Văn Đức, 41 tuổi, hiện ở tại H10-03 Kiệt 90 Phan Bá Phiến, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Thì anh Đức vừa rồi Phi có chia sẻ là anh bị sốt bại não lúc nhỏ, anh nằm một chỗ 40 năm nay quý vị. Anh Đức là hiện tại đang sống với hai người dì cũng tật nguyền chăm sóc cho anh. Cha mẹ của anh thì cũng đã mất rồi quý vị. Thì hôm trước Phi có chia sẻ cũng như là thay mặt các nhà hảo tâm giúp đỡ cho anh số tiền 10 triệu đồng. Hôm nay đến thăm lại coi tình hình sức khỏe của anh cũng như là thay mặt các nhà hảo tâm gửi thêm một số tiền nữa ha. Quý vị cùng Phi đi vào bên trong để thăm ba dì cháu nha. Ok, Phi đang đứng trước cái căn nhà của ba dì cháu đây mọi người. Ok, thì đây là hoàn cảnh của ba dì cháu mà Phi vừa chia sẻ. Dạ, con chào hai dì, chào anh Đức nha. Hai dì có khỏe không? Trở trời là cũng hai mày hả? Dạ, anh Đức bữa nay ăn uống có được không vậy? Ít chứ đó. Cũng ít đó hả? Tối giờ nó lơ ăn lơ biết lơ ăn đây. Tối giờ là ăn ít hả? Mệt hả? Là tối mệt không? Giờ là anh nằm biết chỗ này đây hả? Nằm đây đây. Anh đang quý vị, anh nằm biết ở dưới đất như thế này đây rồi. Tới chiều là vệ sinh là kéo lần trước nó để tắm. Đúng rồi. Hai vị là kéo anh ra phía trước này tắm mọi người. Nhưng mà tắm cũng tranh thủ sớm sớm chứ còn trễ quá là người vậy, ta vậy. Đi qua đi lại là thấy là gì hả? Mắc cỡ đó. Mắc cỡ. Thì anh Đức là trước đây là anh bị sốt bại liệt. Đúng rồi. Anh sốt bị liệt mọi người. Mẹ của anh thì trên đường đi về, đưa anh đi bệnh viện, trên đường về thì bị tai nạn giao thông. Mất cách đây 5-6 năm hả? 5-6 năm. Thì hai dì phải chăm sóc anh Đức từ cái lúc mà mẹ của anh Đức cháy thì hai dì chăm sóc anh Đức luôn mọi người. Đặc biệt thì dì nhỏ là cũng bị tật hai cái chân mọi người. Dì đi cũng rất là khó khăn, dì bò dì lép. Còn dì lớn thì cũng bị gù một cái lưng. Đi đứng thì cũng hơi vất vả. Hai dì thì hằng ngày bán cái tạp hóa này, bán lon nước rồi bán gói bánh gói kẹo để kiếm thêm cái thu nhập, kiếm thêm cái đồng tiền để trang trải ăn uống cuộc sống hàng ngày quý vị. Ba dì cháu thì sống trong cái căn nhà cũng chật hẹp, nói chung là ở đây người dân cũng không có được đông á, rồi đến đây cũng mua ủng hộ hai dì đúng không? Đúng rồi. Đó thì anh Đức chúng ta là chân tay con gấp thế này đây. Đó, hai bàn chân của anh co gấp nè. Cái chân là cứ duỗi miết như thế này chứ coi nếu không có duỗi là được đúng không? Chân không có duỗi là được, còn tay hai cái tay thì co lên như con chim cánh cụt vậy. Rồi hàng ngày là hai dì là phải chăm sóc cháu từng miếng ăn, từng giấc ngủ rồi vệ sinh. Mặc dù là hai dì cũng tật nguyền mọi người nhưng mà cũng ráng nuôi anh đến nay là mấy năm rồi. 41 hả? 41 năm. Hai dì ở với anh là 41, từ nhỏ tới giờ luôn. Đúng rồi. Mẹ nó còn sống cũng ở đây. Cái lúc mà mẹ còn sống là cũng ở cái nhà này. Đúng rồi. Ba chị em ở chung nhà này. Đúng rồi. Có nghĩa là mà lúc mà mẹ anh Đức còn sống là cũng ở chung đây. Rồi mẹ của anh chết là hai dì là thay mẹ chăm sóc cho anh Đức. Đúng rồi. Dạ. Cha của anh Đức là không có phải không? Không biết, không có luôn. Không có một người. Anh Đức hồi đó là mẹ của anh Đức là đơn thân nè. Đơn thân có được anh nhưng mà sinh anh ra thì anh lại bị sốt bại liệt. Đó, hoàn cảnh của ba dì cháu cũng rất là tội nghiệp mọi người. Đó thì hàng ngày là cũng bán cái lon nước rồi bán hương, nói chung bán bậy bậy như thế này đây. Kiếm ngày vài chục ngàn để đi chợ mua mắm mua muối mọi người. Đó, nhà cửa thì nó cũng thấm ướt hết trơn này. Đó, căn nhà cũng xíu xiu thôi. Mặc dù cũng cách trung tâm thành phố Đà Nẵng cũng tầm mấy cây số ha. Đó, nhưng mà ba dì cháu cũng có cái cuộc sống rất là khó khăn tại đây mọi người. Đó, hôm trước Phi cũng đến chia sẻ hoàn cảnh của anh Đức cho mọi người biết. Thì hôm nay con đến cũng hỏi thăm sức khỏe cũng như là thay mặt các nhà hảo tâm gửi thêm một số tiền để giúp cho ba dì cháu ha. Ok, thì Phi cũng thay mặt các nhà hảo tâm gồm có nhóm Hoa Sen ở Đà Nẵng là gửi 1 triệu, cô Sự ở bên Mỹ là 700, chị Nguyễn Thị Thanh Vân là 300, anh Nguyễn Đức Duy, nha khoa Như Ý ở Hồ Chí Minh là 500,
và chị Phương An ở Hưng Yên là 400. Tổng số tiền là 2.900.000. Đây con gửi cho dì thêm số tiền 2.900.000 ha. Đây. Đó. Bơm trước cũng Phi nó tới cũng hộ 10 triệu thì cũng mừng. Từ Phi anh Phi tới ủng hộ thêm 2.900.000. 2.900.000. Cảm ơn những mấy anh mấy chú mấy bác ở bên Phương Xoa. Rồi, ok. Thì cũng mong là có thêm cái số tiền này để mình trang trải cuộc sống để ba dì cháu ổn định hơn ha. Đây cũng mừng, cũng cảm ơn các bác các chú rồi bên Mỹ. Ok thì hai dì nhận được số tiền cũng rất là vui mừng mọi người. Thì nói chung Phi đến đây Phi giúp được hai dì là cũng rất là mừng, tại vì hai dì rất ít khi nào mà có được cái số tiền lớn trong người, đúng không? Có được cái số tiền này thì được trang trải cuộc sống cũng đỡ hơn quý vị. Đó, thì ba dì cháu sống cũng rất là khó khăn, anh Đức này ăn uống cũng rất là khó. Vừa rồi quý vị cũng đã thấy Phi chia sẻ anh ăn uống đổ vô trong miệng của anh á, rồi hay bị sặc lên rồi ho, nói chung là ăn uống rất là khó khăn ha. Rồi bữa nay là hai dì cũng bình thường chứ cũng không có ấy vậy hả? Thì bệnh khớp nữa thì đứa đó tở tở trời thì nhức một quá đứa đó. Hai dì bị khớp chứ hả? Nên thì dì nhỏ thì cũng có một cái cục u rất là to đây mọi người. Đó thì vừa rồi dì có chia sẻ với Phi, nhưng mà trước đây dì cũng đi khám nhưng mà cũng không có hết. Đúng rồi. Từ chịu rồi. Cái khối u rất là to này. Đó. Khối u rất là to luôn. Chọn vô cái đau không? Đau. Đau. Nằm nguyên không được. Dạ. Còn dì thì lớn thì có cái lưng bị gù mọi người. Gù một cục như vậy nè. Đó. Đây cái lưng của dì thì gù một cục rất là to luôn mọi người. Đó. Dì đi, ví dụ dì đi xa thì nó mỏi rất là mỏi hả? Đau ngang cái đó là đi xa cũng không có được. Cũng đi gần gần thôi đúng không? Mà cũng không đi đâu nữa. Cũng không đi nào hết. Cũng không đi đâu hết. Chỉ là quanh quanh trong xóm thôi. Còn dì này thì dì nhỏ thì đi phải bò bò lách mọi người. Đó, hai cái chân của dì thì rất là yếu, mà phải bò chứ không thể nào mà đi bằng hai chân được. Đó, hoàn cảnh của ba dì cháu rất là tội nghiệp. Hôm nay rồi anh có ngủ rồi có hay thì đau ba hơi vừa ba ngà cái lên cơn cái giật tay giật chân giống như động kinh nữa hả? Thì hay, bình hay thường lên cơn hả? Lên cơn rút dài hùa nữa đó. Đấy, thì vì di chuyển như thế này đâu mọi người, nó phải dùng hai cái tay và bò như thế này đây, tại vì hai cái chân của dì yếu quá, đi không có được đó mọi người, nó phải bò như vậy. Rồi mọi người tới mua tạp hóa thì dì cũng bò tới và bán cho họ mọi người. Đó, rất là tội nghiệp. Này, như buồn ngủ rồi hả? Tại trở người á, mua mày có trở vô trở ra đó. À, trời chuyển là ảnh mỗi người, ảnh trở qua trở lại. Vô trở ra đó. Mọi người cũng nghe được cái tiếng mà nghiến răng của ảnh á, ảnh nghiến răng rất là dữ. Có biết Phi không? Hả? Nói đó, nói đó. Biết không? Nói đó đó. Nói đó đó hả? Phi không có nghe trong được. Trong tay Phi nữa nè. Phi. Phi. Dạ. Dạ. Nó đôi tay của anh thì co quắp như thế này. Dạ tao hả? Dạ tao hả? Chân của anh đây. Nằm như thế này 40 năm rồi hả? Đúng rồi. Rất là tội mọi người. Lúc trước là mẹ của anh là làm gì ạ? Mẹ đi bán ra hà ra ghim á. À bán rau quá hả? Dạ, bán rau nuôi anh. Không may là mẹ của anh cũng đã nuôi anh có nuôi gì đâu luôn á, nuôi mẹ dò nữa. Thế hả? Mệt rồi hả? Mệt. Trời chuyển anh cũng mệt rồi. Là lúc trước mẹ của anh là bán ra ghim, bán hàng rau quả. Đúng rồi. Nuôi cả nhà luôn. Nuôi cả nhà luôn. Rồi mẹ của anh chết rồi sao? Mình mở tạp hóa nè hả? Chắc hồi nó đâu có bán buôn kia. Lúc đó là chưa có bán tạp hóa nè. Đúng rồi.
cái là chị mình mắc, chị mất cái mình bán cái tạp hóa lo trái là thằng nhỏ đó. Bán tạp hóa này mình kiếm thêm cái đồng tiền. Đúng rồi. Cái số tiền đợt trước mà con gửi cho dì á là dì để sửa lại cái gác hả? Mua giống mua cài sửa lại cái gác. Khi nào làm? Phương cho bà nhỏ. Khi nào làm vậy? Tháng tới rồi. Tháng tới hả? Là cái gác của dì nó hư hả? Mỗi ngày nó bét cái trần luôn. Cái gác này là gác gỗ chứ không phải là gác ép gỗ bê tông. Đúng rồi. Dán ép hả? Giờ nó hư. Mỗi ngày nó cái trần. Là không có đường lan thắp hương hả? Rồi ok, hôm nay cũng đến thăm ba dì cháu coi thử sức khỏe như thế nào. Tiện thể cũng gửi thêm ít tiền của các nhà hảo tâm giúp cho ba dì cháu ha. Thế cũng cảm ơn những nhà hảo tâm. Hôm nay cũng xin thay mặt cho gia đình gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để giúp đỡ cho hoàn cảnh của ba dì cháu có cái nguồn kinh phí trang trải cái cuộc sống. Phi cũng xin mến chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, may mắn trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại.